Hướng dẫn chuyển đổi phông chữ trên Excel. Giả sử là chúng ta sẽ nhận được một cái file là trên Excel, thì thông thường chúng ta sẽ có các cái dạng là phông. Chứ như máy chúng ta là cài chuyên về phông Unicode là Thai New Roman hoặc các cái phông của Unicode riêng. Và khi đó người khác sẽ gửi chúng ta là file. Ở đây là chúng ta sử dụng là cái file này là file phông Vini. Thì rõ ràng nếu mà gửi file phông Vini như thế này thì chúng ta sẽ không thể đọc được và chúng ta không biết được cái nội dung chính xác là cái gì. Thì cách để chúng ta có thể đổi lại từ cái phông Vini này thành phông Unicode là Thai New Roman thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta xác định lại ở đây tất cả chúng ta đều là phông Vini. Và bước 1 thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ copy hết toàn bộ cái nội dung thông tin. Chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ vào là giao điểm giữa hàng và cột, chúng ta sẽ đổi toàn bộ cái phông Vini này thành Thai New Roman. Sau khi chúng ta đổi về phông Thai New Roman rồi thì chúng ta sẽ copy, bước 1 là copy hết toàn bộ cái thông tin về cái dữ liệu mà chúng ta cần chuyển đổi phông chữ. Và sau đó chúng ta sẽ chọn cái phần công cụ của Unikey. Và tại Unikey thì chúng ta sẽ chọn phần là công cụ, hoặc các bạn có thể bấm là CRS F6 thì chúng cũng sẽ ra. Và lúc này là thường chúng ta sẽ có hai cái nguồn dữ liệu là phông size, đó là TC Vietnam 3 ACB hoặc là chúng ta chọn đúng đích đến. Thì rõ ràng là nếu là cái phông cũ của cái đời cũ là TC Vietnam 3 thì nó sẽ, chúng ta sẽ chọn đích nguồn là TC Vietnam 3 này. Nhưng ở đây chúng ta là phông ban đầu chúng ta là phông Vini nên chúng ta sẽ chọn cái phông đích nguồn chúng ta chính là Vini Windows. Và tại Vini Windows này thì chúng ta sẽ bấm chọn và cái đích đến thì chúng ta chọn sang cái phông là Unicode. Và lúc này chúng ta bấm chuyển mã. Sau khi nó ra hiện dữ liệu thành công rồi thì chúng ta sẽ đóng và lúc này chúng ta sẽ pass và lưu lại. Thì rõ ràng là sau khi các bạn pass xong thì toàn bộ cái phông chữ mà chúng ta định dạng nó sẽ chuyển về phông Unicode và các bạn sẽ chuyển về là Thai New Roman như bình thường. Và những cái đoạn nào chữ nó sai thì chúng ta sẽ copy và các bạn sẽ bấm đảo mã như bình thường. Và khi chúng ta đảo mã thì chúng ta cứ chọn là chuyển mã và chúng ta đóng và sau đó các bạn dán lại dữ liệu. Thì như vậy chúng ta đã có được toàn bộ cái nội dung thông tin là từ phông Unicode Vini chúng ta chuyển sang toàn bộ Unicode để chúng ta sử dụng. Và tiếp theo cũng giống như là kết quả kinh doanh tương tự, chúng ta đầu tiên là cũng sẽ chọn toàn bộ phông thành là Thai New Roman. Và từ Thai New Roman này rồi thì chúng ta có thể là copy hết toàn bộ ở đây là nó. Khi mà chúng ta chuyển phông kiểu này thì các bạn nhớ là chúng ta không thể sử dụng chức năng là Mark and Center này được, mà chúng ta sẽ sử dụng như là bình thường. Nên chúng ta ở đây chúng ta thấy là không có chỗ nào mà chúng ta dùng là Mark and Center nên chúng ta có thể là thoải mái chúng ta copy. Và bước tiếp theo là chúng ta cũng sẽ vào là thành công cụ, chúng ta sẽ chọn và chúng ta sẽ bấm đảo mã. Và sau khi xong chúng ta bấm thành công thì chúng ta cũng sẽ pass lại. Thì như vậy là chúng ta đã có toàn bộ cái mã dữ liệu để chúng ta có thể chuyển mã thành công là về phông Thai New Roman. Và kể cả cái phần trung gian như thế này, và ở đây là người ta lập thì gần như là không có cái mục nào là người ta gộp ô, tức là chức năng Merge and Center này. Thì do đó là chúng ta sẽ không cần phải, không khó khăn trong cái việc chuyển đổi mã. Nên bước đầu 1 chúng ta cũng sẽ là chuyển hết phông là về Thai New Roman. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ copy hết toàn bộ và sau đó chúng ta cũng sẽ vào là công cụ, chúng ta bấm chuyển mã. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ dán lại. Và cái việc dán lại này thì nếu chúng ta có gộp ô thì nó sẽ không thể cho chúng ta chạy dữ liệu được. Nó có thể là dẫn đến chúng ta sẽ bị sai. Nên là khi các bạn làm thì các bạn nhớ là chúng ta, mã chúng ta là không có gộp ô thì nó mới chạy được cho chúng ta. Và bước tiếp theo là cái phần còn lại tương tự cũng vậy. Chúng ta cũng phải tìm xem là có cái mục nào mà chúng ta bị gộp ô hay không. Và nếu có gộp ô thì rõ ràng là cái việc chuyển đổi phông của chúng ta rất là khó khăn. Và bước 1 là chúng ta cũng sẽ đổi hết toàn bộ phông chữ sang Thai New Roman. Và bước 2 là copy. Và tiếp theo chúng ta sẽ đổi sang công cụ và chuyển mã. Sau khi chuyển mã thành công thì chúng ta cũng dán lại. Thì như vậy là chúng ta đã có cái phông là Thai New Roman.
Và bước tiếp theo chúng ta cũng đến cái phần báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thì rõ ràng ở cái mục này thì nếu chúng ta cũng bị gộp ô thì chắc chắn kết quả các bạn sẽ không chạy được. Nên bước 1 chúng ta cũng sẽ đổi mã. Các bạn có thể là chuyển về Thai New Roman trước bằng cách là click vào tiêu đề hàng và cột, rồi sau đó chúng ta mới chuyển mã. Hoặc chúng ta cũng không cần phải nhất thiết phải làm như vậy. Chúng ta cũng có thể là click vào tiêu đề hàng cột, sau đó các bạn copy và cái phông cái đây vẫn giữ là Vinitem, và các bạn có thể chuyển sang chế độ chuyển mã trước và sau đó chúng bạn chuyển mã. Sau khi chuyển mã thành công thì lúc này chúng ta cũng có quyền dán vào. Thì nó vẫn về cho chúng ta là phông Thai New Roman, nhưng mà sau này các cái ô nhập dữ liệu chúng ta thì nó vẫn giữ nguyên theo kiểu của Vinitem. Nên là cái việc tự nhiên chúng ta là chuyển sang cái phông Thai New Roman trước cũng là có cái lý do riêng. Thì như vậy là chúng ta đã có thể chuyển mã thành công cho các cái file về Excel mà khi chúng ta là lỗi phông chữ mà ở máy chúng ta là chuyên sử dụng Unicode. Nhưng đối với các máy tính khác và có nhiều người sử dụng thì người ta sử dụng cái file có thể là từ đời cổ, là sử dụng phông chữ là TC Việt Nam 3, hoặc là các bạn người ta có thể dùng là phông Vini. Và rõ ràng là khi chuyển sang máy chúng ta thì chúng ta sẽ không đọc được, nó bị lỗi. Thì cách để chúng ta có thể chuyển đổi nhanh chóng, hoặc chúng ta có thể dùng cái phần mềm là UOffice 2.0. Nhưng hiện nay cái phần mềm UOffice 2.0 thì nó đang bị lỗi và nó không hỗ trợ cho các cái phiên bản. Còn trước kia chúng ta dùng Office 2.3 thì nó hỗ trợ như bình thường. Nhưng mà từ 2.7 nó lên thì cái UOffice này thì nó gần như là bị lỗi và không thể sử dụng được. Nên chúng ta sử dụng chức năng chuyển mã này là cách nhanh nhất mà chúng ta có thể làm. Còn nếu là văn bản Word thì các bạn sẽ tham khảo ở cái phần video trước kia đã hướng dẫn cho các bạn về cách chuyển đổi khi chúng ta nhận được cái file là file Word mà cũng bị lỗi. Và chúng ta cũng làm tương tự giống như bước ở trên đối với Excel, nhưng ở Word thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều.